xin chào các chú anh chị các bạn quay trở lại với kênh của Thành Lê Dưa Xây là một chuyên gia tranh cãi trong làng hài của sông Mỹ nha Thấy mặt mình là biết mình là hàng đầu chứ không thể nào là hàng cuối được ok <laughs> Bây giờ mình sẽ chia sẻ cho mọi người biết vì sao mọi người không nên nghe lời hứa của bà Nancy Pelosi Cũng như là ông Steve Mnuchin tức là ông bộ trưởng bộ tài chính cũng như là ông Mark Meadows Bất cứ cái chuyện nào liên quan tới cái gói hỗ trợ kinh tế cũng như là cái tấm check 1.200 đô Tại vì sao? <laughs> tại vì mình tin chắc mọi người cũng đã nghe rất là nhiều thông tin lời đồn đãi nào là à, ba ông uh, Minugin, uh, Mark Meadows với ban nc hứa là sẽ trước bầu cử hay là hai bên đổ thừa lẫn nhau hay là hai bên nói sắp đạt được thỏa thuận hay là hai bên cam kết cái giống gì đó đừng nghe ba người đó nói ok tại vì cơ bản là sao cái gói hỗ trợ kinh tế nó không có nằm trong cái quyền quyết định của ba người đó nó cũng không có nằm trong quyền quyết định của một tổng thống nữa À, trước tiên á ba người đó đó không à, Pelosi, Mnuchin với Mark Meadows họ lên họ, họ đã đàm phán cách đây 5 tháng rồi mọi người hiểu 5 tháng trời chứ không phải là mới tháng này hay là tuần này năm tháng qua không hề có tiến triển gì hết tại cơ bản là sao ông uh, Steve Mnuchin với Mark Meadows á, thì phải làm việc theo yêu cầu của ông, phía ông tổng thống Trump à mà ông tổng thống trump thì rất ghét những cái điều khoản à, có trong cái gói 2.200 tỷ của bà nancy pelosi mà bà pelosi thì bà không chịu xuống giá cái gói của bà bà muốn bà muốn là 470 tỷ đô la hỗ trợ cho các tiểu bang và 600 đô một tuần extra cho những anh chị thất nghiệp cũng như là 1.200 đô cho mười mấy triệu người viên lậu vân 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 những điều mong ông tổng thống trump rất là ghét thành ra ông không chịu lên giá về bà thì không chịu xuống giá À, còn mà Steve Mnuchin với Mark Meadows là chỉ là những người đại diện cho bên phía Nhà Trắng của Tổng thống Trump thôi Đó, thành ra những gì họ nói lúc nào nó cũng là như vậy nè Chúng tôi đã sắp đạt được thỏa thuận rồi, chúng tôi đã xích gần lại với nhau rồi Chúng tôi chỉ cần một chút thời gian nữa thôi Chúng tôi sẽ sớm đạt được thỏa thuận xong rồi họ sẽ đổ sừa kiểu như vậy nè mỗi lần mà chúng tôi mà đồng ý cái điều kiện của bên bà kia hay là ông kia gì đó là họ lại đòi một cái điều kiện khác thành ra chúng tôi không cần phải bó tay thôi ok đó. cái cách nói chuyện của họ là trong vòng năm tháng qua y chang như vậy đó không khác gì hết đó. mà bây giờ cái quan trọng là gì quan trọng là bây giờ cái quyền quyết định không còn nằm trong tay mọi người đó mấy người đó nữa Tại đừng giản là cho dù á Bây giờ họ có đạt được thỏa thuận đi chăng nữa, trước tiên á, cái điều đó nó sẽ không xảy ra. À, mở thứ hai nữa là gì? Nếu mà nó có xảy ra đi chăng nữa thì cái người quyết định bây giờ là ông uh, Mitch McConnell, tức là ông chủ tịch thượng viện. Đó, à, tại vì mọi người nó nhớ là gì? Bất cứ cái dự luật nào nếu mà nó muốn được thông qua, nó phải thông qua hạ viện và thượng viện, cũng như là sau đó là ông tổng thống ông ký. Thì bây giờ là nếu mà ông tổng thống Trump mà ông chịu nhưng bộ bà nancy pelosi đi để uh, tại vì ông là người có lợi nhất nếu mà cái gói hỗ trợ kinh tế được thông qua à, thì ông thì ông, ông nhịn bà đi à, trong trường hợp đó đi và hạ viện thì bà nancy bả là chủ tịch cũng như đảng dân chủ người ta đang kiểm soát hạ viện thì họ cho thông qua cái gói hỗ trợ 2 ngàn mấy tỷ mà họ muốn đi ok trường hợp đó nếu mà xảy ra đi thì sao đó dĩ nhiên nó cần một cái bước nữa là gì là phải thông qua thượng viện mà để mà được đưa ra thượng viện để cho thượng viện bầu thế đó nha là phải được ông chủ tịch thượng viện ông đồng ý mà ông chủ tịch thượng viện là ông Mitch McConnell trước tiên là ông không đồng ý tại vì ông nói nó quá trời nhiều tiền ông không đồng ý thứ hai nữa những người đảng cộng hòa trên thượng viện họ cũng không đồng ý tại vì họ nó cũng nói nó quá trời nhiều tiền và thứ ba nữa là gì bây giờ là quan bên phía đảng cộng hòa với ông Mitch McConnell người ta quan tâm tới cái ghế thẩm phán của bà Amy Brett ra đó mới là cái ưu tiên một, tại vì nó không phải chỉ là tiền nữa. đó, nó là về chiến lược lâu dài phải, à, nhưng mà nó nói rồi, một khi mà bà Elizabeth bà được uh, bổ nhiệm vào ghế thẩm phán á, thì khi đó mấy chục năm kế tiếp bên uh, tòa án tối cao sinh viên về bên phía đảng cộng hòa nó sẽ rất có lợi cho họ trong tương lai, đó mới là quan trọng, à. còn bây giờ là hai bên bên đảng chủ với đảng cộng hòa họ chờ bầu cử à, họ chờ kết quả bầu cử wow, mà nói tới kết quả bầu cử thì mới là có cái điều hay xuất hiện đây nếu mà kết quả bầu cử trước tiên á, là diễn nhiên khả năng là không có tiền trước ngày bầu cử rồi ha, à, mặc dù là bao nhiêu lời đồn đãi là trước ngày bầu cử sẽ có mà thông qua cái này kia nhưng mà mình đảm bảo một trăm phần trăm thôi nói vậy quá đáng 99.99 phần .99 trăm không có tiền đâu ok cái này không phải nói chuyện tiêu cực mà mình muốn cho mọi người những thông tin thật sự chứ không phải là bánh vẽ mọi người nghĩ nếu mà mình muốn cho mọi người bánh vẽ là mọi mọi người sẽ được ăn bánh vẽ nhưng mà dĩ nhiên mà đâu có làm vậy đúng không á à, tại mình rất thích mọi người ok <laughs> à, quay trở lại chủ đề kể như trong trường hợp mà đảng dân chủ hay đảng cộng hòa mà thắng hết á qua wow, cái điều tiền vệ nó sẽ xây ra là sao thì khi đó sẽ có một cái gói cổ trợ cứu trợ trên 2.000 tỷ qua wow, mọi người nghe tới đây thấy nó mâu thuẫn đúng không hiện giờ thì tại vì cái gói cứu trợ bên phía bà đảng như chủ với bà Nancy Pelosi bắt đầu trên 2.000 tỷ thành ra nó mới bị bế tắc à, nhưng mà sau khi bầu cử nếu như mà đảng cộng hòa thắng hết tức là họ thắng hạ diện thượng diện lẫn ghế tổng thống thì khi đó sẽ cũng sẽ có gói hỗ trợ trên 2.000 tỷ và ngược lại nếu đảng dân chủ mà họ thắng hết hạ diện thượng diện và ông Biden ông thắng ghế tổng thống thì trong trường hợp đó cũng sẽ có gói hỗ trợ kinh tế lớn hơn 2.000 tỷ Wow, đúng không? Nhiều khi lên 3.400 tỷ giống như hồi tháng 5 nữa À, cái mấu chốt là cái khó là nằm chỗ đó đó Tại vì á, để mà trước tiên á Như mình đã nói trong những video trước rồi Cái điều đó nếu mà nó có xảy ra đi chăng nữa Thì là người dân Mỹ nói chung là phải chờ cho tới qua tháng 2 Sau khi các ông các bà nhậm chức À thì khi đó là, quốc hội thí dụ như mà đảng dân chủ hiện giờ đang hạ viện kiểm soát hạ viện đi thì phải chờ trên thượng viện thay đổi chờ mấy ông mấy bà thượng nghị sĩ vô nhậm chức và dĩ nhiên chờ tổng thống người ta tổng thống mới tiên thể nữa nói chung đó là một cái quá trình và cái quan trọng nữa là gì nói vậy chứ nó cũng chưa phải vậy nữa tại vì mà để được thông qua <laughs> hạ thượng viện à cái máu chốt nằm cho đó đó mặc dù về cơ bản nếu như một đảng đảng dân chủ hay đảng cộng hòa nào mà thắng hết á thì sẽ có cái gói hỗ trợ kinh tế lớn nhưng à nhưng 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 mà nếu như mà hai đảng mỗi đảng mà thắng phần nửa giống như hiện giờ đảng dân chủ thắng uh, giữ hạ viện xong đảng cộng hòa giữ được thượng viện xong ông tổng thống trump ông uh, tái đắc cử thì khi đó tình hình nó cũng y chang như bây giờ tức là không không có tiền ở đây đâu okay? cái không có tiền phải chờ tiếp À, còn chờ như bao lâu thì tới đó rồi tính. Và cái quan trọng nữa là thí dụ như mà một trong trường hợp mà đảng dân chủ hay đảng cộng hòa mà thắng hết đi thì cũng khó mà có tiền nữa. Mặc dù có thể có tiền lớn hơn đó. Tại vì để mà thông qua được thượng viện thì cần phải 60 người thượng nghị sĩ bầu ủng hộ. Mà ngay trong trường hợp mà khả quan nhất hay hy hữu nhất mà bên phía đảng dân chủ hay đảng cộng hòa đều mà thắng là dĩ nhiên bây giờ đảng cộng hòa người ta đang thắng. Ai trong nếu mà đảng Dân chủ mà họ may mắn họ thắng đó, à, đi thì cũng cao lắm họ được năm mươi mấy ghế à. tức là cũng y trang số ghế như đảng cộng hòa hiện giờ vậy đó không? thì tức là vẫn không đủ sáu ghế không đủ sáu chục phiếu tức là vẫn phải cần có sự ủng hộ của bên phía đảng Dân chủ hay đảng cộng hòa mà trong trường hợp đó nó xảy ra một cái gắt gối nữa là bên à, ví dụ như bên đảng Dân chủ thua thì họ cũng bực mà đảng cộng hòa thua thì họ cũng bực thành ra là không có chuyện mà họ để cho đối phương thông qua một cái gói hỗ trợ kinh tế dễ dàng nữa mọi người thấy nó lại xảy ra một cái vấn đề khác nữa không à nhưng mà đó là dành cho những video sau nha còn bây giờ thì mình chỉ muốn cho mọi người biết là đừng nghe gì những lời mà mà Nancy Pelosi với một mấy cho mọi người ăn bánh vẽ hết ok thank you for watching bye bye now